Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Khánh tổ chức ra quân xây dựng mô hình đường hoa kiểu mẫu tại xã Khánh Cường. Mô hình đường hoa kiểu mẫu thuộc địa phận 4 xóm có chiều dài 2,3 km với tổng kinh phí thực hiện trên 400 triệu đồng, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện hỗ trợ 10 triệu đồng, còn lại là từ ngân sách xã và huy động từ nguồn xã hội hóa để giải phóng mặt bằng, xây dựng bồn cây, đổ bê tông lề đường, đổ đất, mua cây giống. Ngay trong sáng nay, cán bộ hội viên phụ nữ đã tích cực trồng được 250 cây hoa giấy và gần 20 vạn cây chuỗi ngọc. Trồng hoa trên các tuyến đường là việc làm có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao ý thức của cán bộ hội viên nói riêng và nhân dân nói chung trong xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Sau khi trồng xong sẽ giao cho các chi hội đảm nhận làm cỏ, chăm sóc. Năm nay, Hội Phụ nữ huyện Yên Khánh chỉ đạo và hỗ trợ các cơ sở hội phấn đấu mỗi đơn vị trồng một tuyến đường cây, đường hoa, tạo cảnh quan môi trường sống trong khu dân cư, đặc biệt là các xã đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm nay.